không kém cạnh với Toma sau khi có Dragon Knight 9. Rintaro cũng muốn mau chóng nâng cấp bản thân bằng quyển King Lion Senki. Vua sư tử sẽ được triệu hồi bởi ba quyển Wonder Book cũng như sức mạnh từ hanh gươm của vị vua Arthur, tập hợp nguồn sức mạnh để tạo ra một quyển sách khổng lồ. Sư tử mang trên mình chiến giáp đến hỗ trợ những kiếm sĩ khác trong trận với ba thủ lĩnh của Magic. Anh đã lần đầu tiên chuyển hóa thành hình dạng King Lion. King Lion là hình dạng hoàn thiện từ Lion Senki, bao phủ bản thân của mãnh xương bằng một lớp chiến giáp với những chi tiết công nghệ trải khắp cơ thể. Phần gương mặt của sư tử cũng không còn hoang dã mà đầy sự cứng cáp, thể hiện sự uy mãnh. Hai vai của anh là biểu tượng móng vuốt của mãnh sư. Gương mặt toát lên sự huyền bí với tông màu đen. Vẫn là gương mặt bất đối xứng như một mặt trăng lưỡi liềm, nhưng nó được điểm tô thêm những chi tiết gai góc hơn. Toàn bộ phần kính đã chuyển hóa thành màu đen với những đường sáng công nghệ chạy khắp đôi mắt của anh. Phần tay trái của anh cũng được điểm tô thêm một bộ phận giống như đầu sư tử, như hình dạng Dragon Knight 9 của Saber, dùng để đọc những quyển sách để thi triển khả năng của chúng. Và mãnh sư không có sức mạnh áp đảo như Dragon Knight 9, anh có một khẩu pháo hạng nặng, giúp anh thi triển những cú bắn với quy lực kinh người, khiến kẻ thù phải e dè khi đối mặt trước hình dạng này của King Lion. Về khả năng như mình đã nói, sau khi đọc chức năng của những quyển sách bằng phần đầu sư tử, anh có khả năng phóng thích khả năng của tất cả quyển sách mà anh đọc vào người của kẻ thù. Điều khiển sức mạnh cũng như phóng thích luồng nước khổng lồ giống như bao phơm trước. Và phần hai khẩu pháo cũng có khả năng kích hoạt để tạo nên hai quả cầu năng lượng khổng lồ để phá hủy những cột năng lượng từ những quyển sách. Điểm nổi trội nhất của King Lion, Rintaro sẽ trực tiếp chuyển hóa thành mãnh sư của mình mà không cần triệu gọi bất kỳ ai. Tiếng gầm của Rintaro vang lên, anh chuyển hóa thành một con sư tử mái với sức mạnh khổng lồ, áp đảo cả ba tên Magic, chẳng có bất kỳ khó khăn nào ngăn cản được anh. Sức mạnh của anh trong trạng thái này được tăng mạnh, ý thức của anh vẫn giữ nguyên và khẩu súng trên vai của anh vẫn hoạt động một cách ổn định. Đòn tất sát, nguồn năng lượng phóng thích từ thủy kiếm sẽ tạo ra một nhát chém hình lưỡi liềm với quy lực cực mạnh. Cú chém này mạnh tới mức Dragon Knight 9 cũng phải thoát khỏi trạng thái biến hình khi va chạm với nhát chém này của Black.